xin chào các bạn đã quay lại với kênh anh minh audio của mình kết thúc tập trước thấy phó càng khôn không chút do dự gì mà bỏ qua như thế làm cổ ly có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới phó càng khôn cứ như vậy mà buông tha ngăn trở mình nhưng hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều về chuyện này trên mặt hiện rõ tức giận ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm từng trần quát lớn tiểu tử ngươi có thể đi chết được rồi thế nhưng ngay khi vừa dứt lời thì cổ ly đã thấy vô số kiếm khí hướng hắn đánh tới mà càng làm cho hắn hoảng sợ là ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn rõ được quỷ tích của mấy đạo kiếm khí này không suy nghĩ nhiều thân hình cổ ly trong nháy mắt liền dung nhập hư không biến mất khỏi mảnh thiên địa này làm cho mấy đạo kiếm khí kia trực tiếp mất đi phương hướng truy tung nhưng mà hắn làm sao có thể thoát khỏi lực lượng linh hồn của từng trần quét qua được chứ huống chi từng trần còn có không gian thánh thể nên đối với cảm nhận không gian thì thập phần nhạy bén chính vì thế ngay khi cổ ly vừa biến mất tay phải từng trần khẽ động điều khiển mấy đạo kiếm khí kia ào ào chuyển hướng đâm về một vùng hư không ở bên trái sau đó một khắc đinh tài nhức óc tiếng kim thiết giao nhau vang lên đã thấy thân hình cổ ly theo trong hư không bị đánh bay ra ngoài mà trên người hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một kiện áo giáp vô số phù văn trên áo giáp này đang không ngừng xoay tròn giúp hắn ngăn cản lại công kích của mấy đạo kiếm khí kia mặc dù có hộ giáp phòng ngự đem công kích của kiếm khí ngăn lại thế nhưng ít hầu cổ ly vẫn truyền đến cảm giác ngai ngái một ngụm máu tươi kém chút nữa phun ra lại bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở lại ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ cổ ly nhìn chằm chằm tần trần thất thanh nói ngươi làm sao ngươi lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy thế nhưng tần trần cũng không có trả lời ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hộ giáp trên người cổ ly trầm giọng nói xem ra áo giáp này là đỉnh cấp phòng ngự đế binh muốn đã thương tên này sợ rằng phải tốn không ít công phu nói dứt lời Tần trần liền thi triển ra lôi đình huyết mạch lốp bốp lôi quang hiện lên sau đó hóa thành một mảnh lôi quang thiểm đệm ngưng tụ trên thân bán nguyệt cổ kiếm phản phất như một thanh lôi chi lợi nhận hung hăng đâm về phía cổ ly đối mặt với công kích này của tần trần thân hình cổ ly chợt động cấp tốc bỏ chạy thế nhưng kiếm khí của tần trần lại nhanh hơn chỉ thấy kinh khủng lôi quang xẹt qua hư không trong nháy mắt đã đánh lên chân nguyên hộ thể quanh người cổ ly đem tên này đánh bay ra ngoài nằm giật giật trên mặt đất mấy cái ở một bên thấy vậy lòng bá thiên cơ hồ không tin vào mắt mình còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác sau một hồi thì tức giận quát lớn cổ ly ngươi không phải là ám sát vương giả đệ nhất thiên lôi thành sao chẳng lẽ chỉ có chút khả năng này có cần ta xuất thủ hay không cổ ly nghe vậy thì chật vật đứng lên ngạnh kháng hai kiếm vừa rồi của tần trần khiến khí huyết của hắn sôi trào ngoại trừ có một ít đau nhức ở bên ngoài ra thì cũng không có gì đáng ngại tức giận nói khỏi cần trước đó là ta chủ quan đánh giá thấp thực lực của tiểu tử này thế nhưng hắn cũng chỉ là hậu kỳ võ đế mà thôi phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ chứ ta cũng không tin hắn có thể chịu nổi công kích của ta nói dứt lời cổ ly liền thi triển ra tuyệt kỹ tứ tượng vị di của mình chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ trong nháy mắt ba đạo tàn ảnh từ trong thân thể hắn nổ bắn ra trong đại sảnh vậy mà xuất hiện bốn gã cổ ly trông giống y như nhau từng cái đều rất sống động không phân biệt được thật giả ngay sau đó bốn gã cổ ly này phân biệt bốn hướng lao ra đem tầng trần bao vây lại lợi nhận trong tay như lưỡi hái tử thần đồng loạt xuất thủ đánh tới tầng trần đối mặt với công kích của bốn tên cổ ly từ bốn hướng khác nhau đánh tới như vậy tầng trần liền thi triển ra không gian kết giới của bản thân đem bốn tên cổ ly này ngăn cản ở vách tường kết giới bên ngoài mà bốn cái cổ ly kia ngay khi va phải không gian kết giới của tầng trần thì tất cả đều bị ngăn lại thân hình vì thế mà bị đẩy lui ra sau trong đó có một cái cổ ly chỉ lui lại một ít mà ba cái cổ ly khác thì lui lại nhiều hơn điểm này rất nhanh đã bị từng trần nhìn ra khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh từng trần cũng không cho cổ ly cơ hội thở dốc tự tự kiếm quyết liền được hắn thi triển ra hướng một đạo thân ảnh mà hắn cho là chân thân đánh tới thế nhưng đúng lúc đó ba đạo phân thân kia lại phá vỡ được ngăn cản của không gian kết giới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến bên cạnh từng trần đồng loạt phát động công kích từng trần thấy vậy thì lập tức thi triển ra không gian lôi vực trong nháy mắt kinh khủng lôi quang nở rộ lôi quy tắc oanh nhiễu đem ba đạo phân thân này bao vây lại chớp lấy cơ hội đó sát lục quyền ý liền được tầng trần thi triển ra đánh tới trực tiếp đem ba đạo phân thân này oanh bạo hóa thành phấn vụn ngay sau đó kinh khủng lôi đình chi lực liền bọc lấy cổ ly đem chân nguyên trên người tên này cấp tốc tiêu trừ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình như nước chảy tiêu hao đi thậm chí sắp không đủ chân nguyên để thôi động thanh nguyên đế giáp trên thân làm cổ ly hoảng sợ không thôi vội vàng quay sang cầu cứu long bá thiên mà cũng không cần cổ ly phải lên tiếng ở một bên chứng kiến bộ dáng chật vật của cổ ly long bá thiên liền lao đến tương trợ diệt thế chân long quyết liền được hắn đánh ra kinh khủng long hình quyền khí liền bạo phát trong nháy mắt hướng thẳng từng trần đánh tới thế nhưng phó càng khôn làm sao lại để cho long bá thiên quấy rối từng trần được chứ thân hình chợt động trong nháy mắt phó càng khôn đã xuất hiện ở phía trước ngăn cản lại long bá thiên đồng thời trên người phó càng khôn nở rộ hắc sắc vần sáng tản mắt ra khí tức khó lường sau đó trực tiếp đánh ra một chưởng đem chân long kình khí của long bá thiên thôn phệ sạch sẽ mà long bá thiên thấy vậy thì trong lòng sinh ra cảm giác nặng nề khiếp sợ nhìn phó càng khôn bản thân hắn đã ra tay toàn lực thế nhưng vẫn không cách nào đánh bại được đối phương người này không biết từ đâu chui ra mà lại biến thái đến vậy quay lại với cổ ly trông thấy long bá thiên bị cản lại không cách nào qua được đây hắn vội vàng hướng đến vật dung hội trưởng của đấu vũ hội cầu cứu vật dung hội trưởng nghe vậy thì thanh sắc vẫn bất động cũng không có lập tức xuất thủ mà lên tiếng nói ra một câu không đầu không đuôi cứu ngươi cũng có thể thế nhưng bất quá trước đó ta đã đưa ra một đề nghị chuyện liên quan đến kế hoạch giữa đấu vũ hội và ám nguyệt nhưng lại bị ngươi phủ quyết cổ ly nghe vậy thì liền hiểu ngay khi trước vật dung hội trưởng có đưa ra đề nghị muốn liên hợp với ám nguyệt của hắn để thống trị thiên lôi thành thế nhưng lại bị hắn cự tuyệt hiện tại bản thân đang ở trong nguy cơ mà tên vật dung này vẫn nhân cơ hội mượn gió bẻ măng như thế điều này làm cho cổ ly tức giận không thôi mặc dù nghĩ vậy nhưng cổ ly vẫn vội vàng lớn tiếng quát đề nghị này ta đáp ứng nghe được lời này vật dung hội trưởng đắc ý cười lớn mấy tiếng thân hình thoát một cái đang định lao lên tương trợ cho cổ ly thế nhưng đúng lúc đó công tôn triết hội trưởng đột nhiên lao ra chắn ở trước mặt hắn tuy cười nói vật dung hội trưởng khi trước không phải ngươi không cho ta chen tay vào song phương giao thủ để tránh đem đến tai họa cho thiên lôi thành sao hiện tại làm sao ngươi lại thay đổi chủ ý vậy vật dung hội trưởng nghe vậy thì tức giận không thôi hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào nên trực tiếp hướng từng trần xuất thủ luôn nhưng công tôn triết làm sao cho hắn cơ hội đó được lập tức ra tay ngăn cản trong nhất thời song phương đều quấn lấy nhau giao thủ mắt thấy cổ ly sắp không trụ được nữa vật dung hội trưởng không còn cách nào khác chỉ có thể hướng thượng quan cổ phong cầu cứu thế nhưng vì sợ người khác phát giác ra nên hắn cũng không dám công nhiên truyền âm chỉ có thể vô ý nhìn đến thượng quan cổ phong một cái thấy ánh mắt của vật dung nhìn đến thượng quan cổ phong hiểu ý tứ của hắn ngay liền cười nhạt lên tiếng nói chưa vị hôm nay tình huống trong đại điện này còn chưa biết rõ hà tất gì cứ phải đánh đánh giết giết như vậy nghe thấy thượng quan cổ phong nói ra lời này từng trần liền cười lạnh lên tiếng phiêu miễu cung không phải là muốn thay ám nguyệt nói hộ chứ theo ta biết thì phiêu miễu cung với long gia là quan hệ thù địch làm sao lại vì một thống lĩnh nhỏ nhoi của ám nguyệt lên tiếng nói hộ như thế hay là nói phiêu miễu cung cùng với ám nguyệt thậm chí là đấu vũ hội của thiên lôi thành có cấu kết gì đây lời này của tần trần vừa được nói ra khiến cho ánh mắt của đám người cực kính đang đế ào ào nhìn về phía thượng quan cổ phong trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ bởi vì bọn họ biết lấy phiêu miễu cung cường thế cùng với tính cách ngoan lệ của thượng quan cổ phong làm sao lại thay một người xa lạ lên tiếng như vậy về phía thượng quan cổ phong thấy ánh mắt của đám người đổ dồn đến nhìn mình như thế làm nàng tức giận không thôi Bản thân chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, không ngờ tới lại đưa đến các thế lực khác nghi ngờ. Quay trở lại với Tần Trần, không thấy Thượng Quan Cổ Phong lên tiếng nữa, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Cổ Ly đang bị lôi đình bao bọc, cười lạnh nói, ngươi không cần phải phí công cầu cứu nữa đâu, hôm nay không có ai ra tay giúp ngươi đâu. Cổ Ly nghe vậy thì tức giận gầm lên một tiếng, lập tức đem tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt, liều mạng đánh ra một kích. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, trong nháy mắt đầy trời lợi nhận ao ao nổ bắn ra, muốn đem không gian lôi vực của Tần Trần xé rách đối mặt với công kích bậc này của cổ ly từng trần mặt vẫn không đổi sắc không gian lôi vực ở xung quanh sôi trào hẳn lên ngăn cản lại công kích này đồng thời lúc đó vạn thần tịch diệt cũng được hắn thi triển ra trong nháy mắt một cổ linh hồn trùng kích liền tiến nhập vào trong đầu cổ ly làm cho tên này xa vào ngốc trệ chớp lấy cơ hội đó từng trần liền thi triển ra ngự kiếm thuật mạnh mẽ chém ra một kiếm đem đầu cùng cánh tay trái của cổ ly chém bay lưu lại trên thanh nguyên đế giáp một đạo nhật nhạt vết kiếm mà thân thể cổ ly cũng theo đó mà ngã xuống vô tận khí huyết bốc lên Cảnh tượng này trông cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, đặc biệt là đám cao thủ của Thiên Lôi Thành, không ai ngờ tới, đường đường là ám sát vương giả bậc nhất Lôi Châu, vậy mà lại chết trong tay một thanh niên không biết rõ lai lịch. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.